thì chúng tôi rất là cảm động được cái Tập đoàn Trung Nguyên đến chia sẻ và cũng như là động viên cán bộ, quân và dân, và đặc biệt là các cháu học sinh trong cái buổi hôm nay, cũng giúp các cháu tạo được một cái niềm tin trong cái khởi nghiệp cho sau này. Cảm thấy rất là xúc động, cảm ơn rất nhiều đối với Tập đoàn Trung Nguyên đã hướng tới biển đảo nói chung và hướng ra Ngọc Vừng nói riêng, và đặc biệt là mang những cái nguồn tri thức và mang động lực cho các thế hệ trẻ ở trên xã đảo, và mong rằng là đây sẽ là một trong những cái động lực tích cực và là một cái nguồn cung cấp tri thức cho các em để các em có thể là hành trang đi vào tương lai cho các em. Tôi thấy hành trình Từ Trái Tim là một hành trình vô cùng ý nghĩa, bởi vì đây là một hành trình mang tri thức đến với thanh niên cũng như là bà con và các em học sinh ở nơi đây, có thể tiếp cận nhiều hơn với nguồn trí thức rộng lớn. Với Linh thì Linh đã đi rất là nhiều nơi khắp mọi miền Tổ quốc rồi, nhưng mà khu vực biển đảo có lẽ là nơi mà Linh ít được đi nhất, bởi vì thật ra thì cái con đường đến với cả những cái vùng biển đảo như này nó cũng rất là khó khăn và gian nan, không phải là mình cứ muốn đi là mình có thể đi được. Cuốn sách này sẽ đem đến cho các em một cái nguồn tri thức rất là lớn, có thể tiếp cận được với những cái nguồn tri thức của nhân loại để sau này nó sẽ là một cái hành trang cho các em trong tương lai. Quả thật đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Trong cái bối cảnh mà hè đến thì với một xã đảo xa xôi này thì về phía Đảng và chính quyền chúng tôi đánh giá rất cao cái chương trình này, và cũng mong muốn là cái chương trình thiện nguyện này ngày một phát triển sâu hơn nữa tới các vùng xa biên giới đảo chúng tôi. Quyển sách này sẽ giúp cho em học tập thật tốt hơn. Em mong là hành trình sẽ đến được những nơi xa xôi như xã đảo của em vậy. Xúc động khi được thấy vậy là những cái nơi xa xôi như thế này mà các bạn đã mang đến cho thanh niên biển đảo, gọi là những cái tình cảm mà mình không thể gọi là quên được, mang lại những cái giá trị, những cái tinh thần gọi là đối với các bạn ở những cái nơi đấy, để các bạn đấy có những cái kiến thức cũng như cái thông tin để khởi nghiệp và lập nghiệp cho tương lai.